Viện trợ cho Ukraine, lời hứa nhiều hơn đạn dược. Những ngày qua, Mỹ đang mang tới cho Ukraine nhiều lời hứa hơn là đạn dược. Nhưng thứ Kyiv cần nhất vào lúc này là đạn dược, chứ không phải là những cam kết không chắc chắn. Ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh, Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại. Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ mới 95 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh, mà trong đó có khoảng 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Thông điệp rõ ràng, nhưng... Phát biểu tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở căn cứ không quân Ramstein, Đức, ông Austin nói Thông điệp của chúng tôi hôm nay rất rõ ràng. Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại. Liên minh này sẽ không để Ukraine thất bại. Và thế giới tự do sẽ không để Ukraine thất bại. Bộ trưởng Austin cũng ca ngợi những cam kết viện trợ vũ khí gần đây của Đan Mạch, Pháp, Đức, Thụy Điển và kêu gọi đồng minh tiếp tục ủng hộ Kiev. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng mặc dù thông điệp trên là rõ ràng, nhưng con đường để thực hiện lại không hề rõ ràng. Cụ thể, Ai có thể nói chắc chắn rằng Mỹ sẽ thông qua thêm một gói viện trợ trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ nữa cho Ukraine để đảm bảo Kiev chiến thắng? Trang Political bình luận, gần đây Mỹ đưa ra nhiều lời nói hơn là đạn dược. Cuộc họp của UDCG với hơn 50 lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và khắp nơi thế giới diễn ra vào thời điểm rất khó khăn với Ukraine. Các quan chức quốc phòng phương Tây tiếp tục cảnh báo Ukraine đang bị Nga áp đảo về vũ khí trên chiến trường. Tình trạng thiếu đoạn pháo vừa qua đã buộc họ phải rút lui khỏi thành phố chiến lược Avdiivka ở phía đông Ukraine. Hôm 19 tháng 3 đánh dấu cuộc họp lần thứ 20 của UDCG, tổ chức chủ chốt điều phối việc cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine. Quân đội Ukraine phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt và giao tranh khó khăn. Người dân Ukraine phải đối mặt với cuộc tấn công liên tục của tên lửa Nga và máy bay không người lái Iran. Nhưng Ukraine sẽ không lùi bước, và Mỹ cũng vậy, ông Austin nói trong bối cảnh bế tắc về viện trợ cho Ukraine tại Quốc hội Mỹ. Tuần trước lầu năm góc công bố gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhờ vào các khoản tiết kiệm tài chính từ các hợp đồng của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, báo New York Times nhận định quân đội Ukraine có thể sẽ đốt hết phần lớn số viện trợ mới chỉ trong vài tháng, thậm chí là vài tuần. Khó có khả năng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ viện trợ nhiều hơn nữa, trừ khi các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ chịu thông qua kế hoạch chi khẩn 60 tỷ đô la Mỹ để mua thêm vũ khí cho Ukraine và tăng cường sản xuất vũ khí ở Mỹ. Chúng ta sẽ phải giải quyết chuyện đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói bên lề của họp khi được hỏi về nguồn viện trợ đang bị chặn lại tại Quốc hội Mỹ. Ông nói thêm, Đức sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và tôi tin chắc Mỹ cũng sẽ làm như vậy, giống như trước đây. Mỹ cho vay không lãi suất Đầu tuần này, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Trong thông cáo báo chí sau cuộc gặp, ông Graham cho biết ông dự đoán một số khoản hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong tương lai sẽ được cung cấp dưới dạng khoản vay thay vì tặng hoàn toàn. Ông nói ý tưởng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc viện trợ dưới dạng khoản vay không lãi suất là con đường khả thi nhất phía trước. Tôi biết người Mỹ muốn giúp đỡ bạn bè và đồng minh của mình, nhưng tôi cũng tin rằng chúng ta phải xem xét tình hình kinh tế của mình khi giúp đỡ người khác, ông Graham nói. Tình trạng không chắc chắn về cam kết của Mỹ với Ukraine nhìn chung đã khiến các đồng minh ở châu Âu cố gắng lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên các nhà sản xuất đạn dược của lục địa già cũng đang vật lộn với khó khăn và không thể theo kịp nhu cầu. Trong cuộc họp của UDCG, lãnh đạo từ các quốc gia khác đã hứa hẹn hỗ trợ thêm cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ mới trị giá 500 triệu euro, khoảng 540 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có 10.000 quả đạn, 100 xe bọc thép cho bộ binh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng cảnh báo nếu Ukraine thua, NATO sẽ bị kéo vào một cuộc chiến với Nga. Ông nói, đừng đùa, ông Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine. Tuy nhiên, như Tổng thống Biden đã nói, Ukraine có thể chặn ông Putin nếu chúng ta sát cánh cùng Ukraine và cung cấp những vũ khí mà họ cần để tự vệ. Ukraine sốc Ukraine đã bày tỏ bị sốc vì đến giờ, Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho họ, trong lúc Kiev đang phải vật lộn với tình trạng thiếu vũ khí. Điều thực sự quan trọng và khiến chúng tôi bị sốc là quyết định này vẫn chưa được thông qua. Chúng ta đang tiến gần đến cuối tháng 3, trong khi các cuộc thảo luận về vấn đề lợi ích sống còn và lợi ích chiến lược của Mỹ ở châu Âu vẫn đang tiếp diễn. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba phát biểu hôm 19 tháng 3. EU tính lấy 90% lợi nhuận từ tài sản phong tỏa Nga mua vũ khí cho Ukraine. Châu Âu nêu ra phương án sử dụng lợi nhuận từ tài sản phong tỏa Nga để viện trợ cho Ukraine, động thái mà Moscow cảnh báo sẽ đáp trả. Ủy ban châu Âu SC hôm 20 tháng 3 đã đề xuất chuyển đến cho Ukraine khoản lợi nhuận từ 2,5 đến 3 tỷ euro, từ 2,7 tới 3,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm được tạo ra từ tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu sau khi chiến sự Moscow Kiev bùng phát. Khoảng 90% được đề xuất sẽ chuyển qua một quỹ để mua vũ khí cho Ukraine, phần còn lại sẽ được sử dụng cho nỗ lực phục hồi và tái thiết Số tiền chính xác mà Kiev có được mỗi năm sẽ phụ thuộc vào lãi suất toàn cầu vì lợi nhuận là tiền lãi từ khoảng 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được nắm giữ bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau ở 27 quốc gia EU. Ngoài những khoản tiền này, Ukraine cũng được đề xuất sẽ nhận được khoản thuế 25% hàng năm mà chính phủ Bỉ đánh vào lợi nhuận. Do đó, tổng đóng góp tài chính cho Ukraine từ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở EU dự kiến sẽ đạt tổng cộng 4,0-4,5 tỷ euro trong năm nay nếu các nước trong liên minh nhất trí với đề xuất của EC. Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Vandis Dombrovskis cho biết Nga phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại to lớn mà nước này đã gây ra cho Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho hay kia mong đợi EU và các nước G7 sẽ tiến thêm một bước nữa là tịch thu toàn bộ số tiền. Vào cùng ngày, Nga cảnh báo trả đũa nếu châu Âu thực hiện kế hoạch lấy 90% doanh thu từ tài sản của Nga bị đóng băng để mua vũ khí cho Ukraine. Điện Kremlin cho biết những kế hoạch như vậy nếu được thực hiện sẽ hủy hoại danh tiếng của châu Âu với tư cách là bên bảo vệ quyền sở hữu đáng tin cậy và dẫn đến những vụ kiện kéo dài nhiều năm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, Người châu Âu nhận thức rõ về thiệt hại mà những quyết định như vậy có thể gây ra cho nền kinh tế, hình ảnh và danh tiếng của họ như những bên bảo đảm đáng tin cậy về quyền bất khả xâm phạm về tài sản. Thiệt hại sẽ là điều không thể tránh khỏi. Những người liên quan đến việc đưa ra những quyết định như vậy sẽ trở thành đối tượng bị truy tố trong nhiều thập kỷ, ông cảnh báo. Trong khi đó, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, cảnh báo Moscow sẽ đáp trả nếu phương Tây tịch thu tài sản của Nga. Nga cho biết họ sẽ có hành động nhằm vào tài sản của phương Tây nếu tài sản của họ bị tịch thu. Nước Nga nhiều lần cảnh báo sẽ ăn miếng trả miếng với phương Tây. Cuối năm ngoái, ông Peskov tuyên bố khi họ, phương Tây, bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với chúng ta, họ không hề nghĩ đến hiệu ứng boomerang, nhưng bây giờ điều đó là điều hiển nhiên. Ông Peskov khi đó nhấn mạnh Nga đã sẵn lên danh sách các tài sản của phương Tây có thể tịch thu. Sau khi xung đột bùng nổ, Mỹ và đồng minh phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga, trong đó có việc đóng mang tài sản. Khối tài sản này của Nga có thể tạo ra ước tính hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho công cuộc tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu này có một số rào cản pháp lý và thủ tục, cũng như lo ngại rằng sẽ làm giảm tín nhiệm vào EU. Ukraine tuyên bố không cần quân đội NATO trên lãnh thổ để đánh bại Nga. Ukraine không cần quân đội NATO hiện diện trên lãnh thổ để đánh bại Nga, Ngoại trưởng nước này Dmitry Kuleba cho hay. Theo ông, bình luận được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về việc liên minh này có thể triển khai quân đội tới Ukraine đã bị hiểu lầm. Bình luận của ông Macron vào cuối tháng 2 năm 2024 đã khiến nhiều nước NATO đưa ra thông báo về việc họ không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine. Tờ La Stampa của Italia dẫn lời ông Kuleba miêu tả phản ứng của các nhà lãnh đạo châu Âu là hoảng loạn. Ông Macron chỉ có ý định nói rằng có khả năng sẽ huấn luyện binh lính Ukraine trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine, chứ không phải ở bên ngoài như hiện nay, ông Kuleba nói, đồng thời cho biết điều Kiev cần từ các đối tác nước ngoài là vũ khí, đặc biệt là máy bay không người lái, chứ không phải là lực lượng. Đầu tuần này, Elpes đưa tin lực lượng quân sự từ các nước NATO đang hoạt động ở Ukraine hỗ trợ Kiev gần như mọi khía cạnh có thể trong cuộc xung đột với Nga, ngoại trừ các hoạt động tác chiến. Các khía cạnh trên bao gồm cả việc huấn luyện binh lính bên trong lãnh thổ Ukraine. Tờ báo Tây Ban Nha này cho hay sau khi dẫn lời các phỏng vấn của một số nguồn tin trong hai năm qua. Ngày 19 tháng 3, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, ông Sergei Naryshkin khẳng định Pháp đang chuẩn bị một lực lượng lên tới 2.000 quân cho khả năng can thiệp. Moscow coi xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây nhằm chống lại Nga. Nước này cũng coi các binh lính nước ngoài lính đánh thuê là mục tiêu hợp pháp. Hồi tháng 1 năm 2024, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tấn công một căn cứ của binh lính Pháp tại thành phố Kharkov của Ukraine. Quan chức Nga cũng cho rằng việc triển khai này được tiến hành bí mật. Paris đã bác bỏ thông báo của ông Naryshkin và cho rằng đây là một sự khiêu khích một cách vô trách nhiệm.